Các bạn nhá, hôm nay mình đi lại giới thiệu gà của mình được hôm đợt trước bây giờ là được 2 tháng rồi các bạn ơi, tháng nhỉ em nhỉ? Đó, con này nhiều chưa các bạn ơi, con vất vào đây. Vất vào đây, gà của anh Tiến thì chỉ có ăn chuối đấy. Đó. Vất chuối cho ăn luôn đó các bạn, hết tiền mua cám rồi. Hết tiền mua cám rồi. Đó. Hết tiền mua cám rồi, nó vào cái giai đoạn bí bách rồi. Nó vào cái giai đoạn bí bách rồi các bạn ạ. Con to được khoảng ký 2-3 rồi em nhỉ? Con to được khoảng ký 2-3 các bạn ạ. Còn con nhỏ được khoảng 6-7 lạng à. Gà này cái giống mình mua nó không đều, họ bán cho mình cái giống đều quá. Con to thì được khoảng ký 3, ký 4 đấy. Con to nhất đấy. Tập trung quá. Đấy, còn con nhỏ, con gà di thì được khoảng 7 lạng, 8 lạng, 6 lạng. 7 lạng, con nhỏ nhất 7 lạng. Gà di. Gà di các bạn. Nên nuôi là cái quan trọng cái giống đấy. Cái giống không ra gì là nuôi nó không có lời đâu. Gà này mình nuôi mình để ăn thôi. Chứ mua bán, nuôi bán không có lời. Nuôi ăn cho ngon. Ăn để cho ngon. Ăn rào rào luôn, ăn chuối không á các bạn. Đến tối mình mới trộn ít cám bắp cũng mới lại chuối này nữa, mà đến tối mình mới cho ăn. Còn bây giờ chỉ cho ăn vậy thôi. Có con to quá, con nhỏ quá, em nhỉ? Ừ, đấy là giống. Cho giống, chứ mình nuôi tốt lắm ấy. Mình nuôi hệ kỹ thuật cao luôn đấy các bạn. Giống là được đánh ra to. Giống này mà... Đấy, có con to, các bạn thấy con to không? Con to đùng luôn. Giống gà ri, gà đủ loại gà ấy. Gà mà nó thấy quay, nó cũng sướng. Có con như gà mái đẻ luôn ấy. Các bạn, nó to như gà mái đẻ luôn. Như là nó đứng đó. Đông vui quá trời luôn. Nuôi nó vui lắm. Nhìn là gà cũng bạn nuôi nó vui lắm. Đang ở cái giai đoạn thất nghiệp, không có việc làm. Bữa nay họ không thuê nữa rồi. Mọi khi đi sà cỏ, bữa nay họ không thuê sáng nữa rồi. Mà hôm nay làm dở lắm. Làm trả ra cái gì không thuê luôn. Về nuôi mẹ gà cho nó khỏe đã. Các bạn. Gà xích mắt không? Trước mình đi xả cỏ mà họ không thuê nữa. Họ bảo ông này đi làm toàn nhìn gái không? Chả chịu làm. Tiền vẫn phải trả. Thôi để cho ngan em ơi. Cho nó ăn vậy thôi. Gà của mình tương đương với lại mèo Trạng Quỳnh. Gà của mình bỏ cám bắp, cám vào và bây giờ không ăn luôn. Cho chuối là ăn đấy, nhưng mà cám là không ăn. Gà của mình huấn luyện đúng mức thành mèo Trạng Quỳnh. Cám không không ăn. Cám không ăn luôn các bạn ạ. Huấn luyện đến nhà nghèo, huấn luyện theo kiểu Trạng Quỳnh ngày xưa các bạn. Đấy con này các bạn thấy to chưa? Giống này. Đấy đang đi đây con này Lộc Ngọc to chưa này? Đó. Con má ấy. Giống to. Giống to đấy các bạn thấy không? Đấy nó đứng với nhau một trời một vực luôn đấy. Nó do cái giống đấy nha. Đó. Tưởng là gà mẹ mới gà con thôi đấy. Nếu mà quay như thế này là tưởng gà mẹ mới gà con này, nhưng mà nó một lứa này các bạn này đó. Cho cái giống gà di đó. Đó, trời đã luôn, nhưng mà nó vui lắm. Cũng bị chết mấy con rồi, 3 con, 4 con em nhỉ? 4 con đấy. À, nó bị chết đấy các bạn. Nhưng mà nó qua rồi, đến cái đoạn này là nó hết cái đoạn ấy rồi. Đoạn này là chỉ lớn thôi. Chấu mình mua về để sáng cho thể dục nhé. Mình cho thật gà thể dục luôn đấy. Sáng ra cho gà thể dục bới chấu. Khoảng 30 phút bắt đầu mình mới cho ăn. Rồi, bây giờ bắt đầu mới sang đến ngan em ơi. Ngan đây của các bạn ơi. Ngan của mình đây. Đó, ngan đây. Ngan đây, em ơi. Ngan này. Em vất vào đây cho nó ăn. Vất vào.
bắt ra, bắt mạnh ra ngoài cho nó ăn. Đấy, đấy, ăn đi. Ăn đi. Ngan con to được 22 kg, hơn 2 kg rồi các bạn. Con nhỏ khoảng cái 7 kg 8 mà, con ngan cá khoảng cái 7. Em nhỉ? Ừ, ngan cá. Còn ngan to thì phải 2 kg, 2 kg 2 rồi. To đó, con to đã. Con được 2 kg mấy rồi? Ừ? Con được phải 2 kg mấy rồi? Con được 2 kg mấy rồi đấy. Đã lắm. 20 con không không mất một con nào nhỉ? À. Con ngan nó khỏe lắm các bạn, dễ. Con ngan nó dễ nuôi hơn các bạn. Đây này, con này 2 kg 2 này các bạn. Đó, con đấy. Mình cứ 3 4 ngày mình cân một lần. 3 4 lần mình cân một lần. Ngan nó ăn nhiều lắm. Lá chuối vắt vào nó ăn. Cây mà nó rỉa không còn cây gì sống luôn các bạn. Cây ớt trụi hết. Cây nó trụi rỉa trụi hết. Ngan này một tháng nữa thì mình ăn thịt được các bạn. Bây giờ đang lông vai. Con to con này được mấy con được khoảng 2 kg đổ lên. Con ngan đực á là được khoảng 2 kg đổ lên rồi em nhỉ. Còn ngan cái thì khoảng 2 kg đổ xuống, kg 7 kg 8 thôi. Có con chỉ kg 7 kg 6 thôi. Ngan đực với ngan cái là người ta nuôi là như vậy đấy, người ta nên có nhiều người không biết mua là người ta bán cho ngan cái thôi, ngan đực người ta tách ra để người ta nuôi kinh tế. Cùng một con ngan như vậy, cùng một lứa, nhưng mà khi mà nuôi cùng một nuôi cũng ăn như vậy. Nhưng con ngan đực với ngan cái là nó chênh nhau khoảng hơn 1 kg luôn. Nên cái lãi suất của con nuôi ngan đực nó cao. Nên những người ta nuôi có kinh nghiệm là người ta nuôi ngan đực các bạn ạ. Người ta mua đắt một tí, người ta nuôi ngan đực. Nó nặng ký. Thế nhưng mà lúc mà đi chợ mua thì ai cũng mua con ngan cái ăn. Ngan cái là thứ nhất là nó vừa. Mình nuôi này để mình cải thiện các bạn, không phải là mình nuôi kinh doanh. Nuôi để cải thiện đỡ phải mua mà nó bảo đảm. Chứ mua ở chợ nó ăn cái đồ công nghiệp ấy thì nó không được tốt. Mình nuôi này để mình ăn. Lâu lâu mình thì nó rỉa cây ớt chết luôn. Xung xuê chết luôn. Kíp. Hôm nay nắng, trời ấy mà nó nắng là nó lại ăn ít. Trời nắng nó ăn ít. Bầy ngan nó đều đều. Đấy, con ngan nó con này con nó vàng vàng, bữa nay nó chuyển sang màu đen. Màu vằn vằn đẹp ấy. Thôi vậy nhé các bạn nhá. Video hôm nay đến đây nhá. Mình quảng cáo cái tập đoàn chăn nuôi của mình đến đây thôi nha. Đây là tập đoàn chăn nuôi của vợ chồng ông Tiến. Lên cho các bạn coi xí. Vậy thôi nhá, chào các bạn nha. Chúc các bạn ngày cuối tuần vui vẻ nha.